thông điệp và dự báo chuyện tình cảm của bạn sắp tới. Có lá bài sau đây. Đầu tiên, các bạn có lá bài 5 ly. Kế tiếp nữa là các bạn sẽ có một lá bài thuộc bộ tiền, đó chính là 3 tiền. Và lá bài cuối cùng của các bạn có, đó chính lá bài Queen of Cup, nữ hoàng ly. Sau đây mình xin giải thích cho các bạn ở lá bài đầu tiên. Khi mà lá bài 5 ly này xuất hiện thì chứng tỏ có một số việc các bạn chưa có hoàn thành hoặc không đạt được kết quả mong muốn trong tình cảm. Các bạn đã thấy là tình cảm của mình không diễn ra như bạn mong đợi và hy vọng. Và các bạn cố đắm mình và tự dằn vặt mình vào những cái hối tiếc, những gì bà đạn đã đánh mất. Cái việc các bạn gặp khó khăn khi cố quên đi cái quá khứ và các bạn không có biết rút kinh nghiệm từ những sai lầm đó, nó khiến cho bạn bị cuốn vào trong cái vòng lặp của quá khứ và không thể bước tiếp đi được, nên đánh mất những cơ hội mới. Những cái kỷ niệm đau buồn tổn thương trong quá khứ tiếp tục làm phiền bạn rất là nhiều, bởi vì bạn là người sống có trách nhiệm cho hành động của mình. Do đó, bởi vì quá trách nhiệm nên để cho quá khứ đè nặng lên vai của bạn, tưởng chừng mọi việc đi vào bế tắc rồi, bởi vì bạn không có thấy được cái trọng điểm của vấn đề. Thì đây là cái thứ bạn cần phải nhìn thấy được, cái đường đi đúng đắn nhất nhìn cho mình. Thông điệp lá bài có một cơ hội đưa đến cho bạn, đó chính là sự tha thứ và khả năng phục hồi. Sau khi bạn đã mắc cảm xúc của mình rất là nhiều rồi, bởi vì bạn cảm thấy thất vọng chính những cái hành động của người khác, tại sao chúng ta không bao dung tha thứ cho họ từ tận trái tim của mình, để giải phóng cho bản thân của mình thoát khỏi sự thất vọng. Bởi vì chính chúng ta đã kỳ vọng và mong muốn ở người đó làm chúng ta rất là nhiều. Khi họ không đáp ứng lại đúng những gì mong muốn, các bạn bị tổn thương và đau khổ. Điều này các bạn hãy nên từ bỏ từ từ những cái kỳ vọng mong muốn ở người khác. Chúng ta đừng nên bao giờ có suy nghĩ là muốn thay đổi được ai, bởi vì thay đổi cho người khác gây ra đau khổ. Thay đổi chính mình chính là hạnh phúc. Phải chăng là bạn đã mong đợi quá nhiều ở đối tác của mình hay không? Và để cho mối tình của các bạn tiến triển hoặc có thể quay lại với người yêu cũ hoặc là tiến lên một tầm cao mới, thì các bạn hãy nhớ rằng cái việc bạn ý thức được cái mong đợi của mình thực sự là có hợp lý hay không thì chúng ta hãy mong đợi. Cái trí tuệ chúng ta là phát triển chính từ cái lỗi lầm trong quá khứ. Hãy suy ngẫm lại những gì đã đưa đẩy bạn đến cái thời điểm hiện tại, những gì gây tổn thương cho các bạn, rút ra cho mình những bài học quý giá từ những cái lỗi lầm, từ những cái quá khứ mà các bạn đau buồn đó. Ngay cả khi mọi thứ đã đi vào bế tắc rồi, nhưng mà chắc chắn chúng ta sẽ tìm được ánh sáng để chúng ta đi theo, bởi vì không có gì mà không có mặt tích cực ở trong đó các bạn. Tại vì các bạn không muốn tìm cái mặt tích cực của nó mà thôi. Khi các bạn nhìn thấy mọi sự việc tích cực, điều tích cực ở cái người đối tác của mình, điều tích cực từ cuộc mối tình, thì từ đó những cái tiêu cực sẽ dần tan đi thôi các bạn. Bởi vì các bạn có thể mất rất nhiều thời gian, nhưng mà không có thể là chúng ta không có hy vọng để cho các bạn có thể trở lại mình, lấy lại chính bản thân mình tự tin nhất có thể. Bởi vì trong một cái tình huống nào đó, chính các bạn không thay đổi thì các bạn sẽ không làm được gì hết. Cách duy nhất là hãy nhìn mọi thứ theo hướng cách tích cực hơn, để chúng ta nhìn nhận mọi việc thoáng hơn. Hãy đứng ra quan sát lại những hành động khi xưa của mình, hành động hiện tại. Bạn thấy là bạn có thích là cái người mà người ta ở gần mình hay không? Bạn có thích khi bạn yêu bạn hay không? Khi bạn thấy bạn yêu bạn và thích ở gần bạn, thì chính lúc đó cái người đối tác của bạn sẽ muốn yêu và muốn ở gần các bạn. Và cơ hội chỉ đến khi các bạn dẹp bỏ đi cái bậc cảm giác bị mắc kẹt trong quá khứ. Bởi vì khi đó các bạn sẽ có một cái tình trạng rất là bất ổn về cảm xúc. Bạn không biết điều khiển cảm xúc của mình, từ đó cái hành động cũng như lời nói của mình không có tiết chế, gây ảnh hưởng và tổn thương người khác mình không biết. Điều quan trọng nhất là các bạn phải điều khiển được cảm xúc của chính bản thân mình. Và có một dấu hiệu, có một số bạn đang tự cô lập của bản thân mình, bởi vì bạn cảm thấy quá đau lòng và thậm chí không muốn hẹn hò bất kỳ ai. Thì các bạn làm sao có tình yêu khi các bạn không bắt đầu muốn hẹn hò được? Các bạn muốn có được thì các bạn phải hoàn toàn sẵn sàng dẹp bỏ quá khứ và tiến tới vào cái mối quan hệ mới, hoặc làm mới là cái mối quan hệ cũ của mình.
bằng chính cách là thay đổi chính con người mình trước tiên nha các bạn. Tuy nhiên, qua lá bài số 2 thì mình rất vui mừng là ở đây các bạn đã nhìn ra được những cái bài học của mình trong quá khứ. Các bạn đã có sự cố gắng là nỗ lực. Những cái nỗ lực các bạn đang làm lại cho các bạn tín hiệu rất là tích cực. Lá bài 3 tiền này đánh dấu cho hành trình của những nỗ lực, những kết quả hiện tại. Nhưng đây không phải là kết quả cuối cùng của các bạn. Do vậy các bạn đừng có ngừng cố gắng, ngừng trau dồi bản thân. Hãy biết điều khiển cảm xúc của mình. Hãy trở thành một cái phiên bản hoàn hảo nhất là chính bạn. Bởi khi bạn đang sở hữu được một cái tinh thần chiến đấu rất là tuyệt vời, nó sẽ giúp cho bạn đạt được những cái điều bạn ước mơ trong cuộc sống. Tuy nhiên, các bạn phải nhớ rằng, bởi vì khi mà các bạn sở hữu quá cái nhiều mà tài năng mà bạn có được á, thì bạn sẽ trở nên rất là kiêu ngạo. Bởi vì có thể bạn tài năng trong lĩnh vực này, nhưng không có nghĩa là bạn sẽ giỏi hơn người khác ở lĩnh vực khác. Do đó các bạn phải đừng có bao giờ để cho mình trở thành cái chủ đề đẹp quá hoặc giỏi quá để cho những cái ganh ghét đố kỵ bởi những người xung quanh. Khi họ không đẹp bằng, họ không có tài năng như bạn, họ ganh ghét và đố kỵ là cái điều các bạn phải nên tránh bằng cách khiêm tốn. Vì lúa chín là lúa phải cúi đầu. Chúng ta đẹp, chúng ta thành công, chúng ta giỏi, tự khắc cái người bên cạnh người ta cảm nhận được, không cần mình phải đánh trống la làng đâu các bạn. Sự khiêm tốn là điều các bạn cần phải học hỏi. Và thách thức được đặt ra khi mà các bạn đã không có hiểu rằng tình cảm là dựa trên cái nền tảng yêu thương, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Bởi vì các bạn đã quá quan tâm và kiểm soát đối tác của mình, điều này đã tạo cho đối tác bạn một sự ngột ngạt. Và đây là cái điều bạn phải nên ngừng lại để cho người ta có một cái không gian riêng, tự do làm tất cả những gì họ muốn. Sự quan tâm ở mức vừa phải sẽ khiến cho mối quan hệ trở nên ngọt ngào hơn. Bởi vì đây là cái thời gian thích hợp, bạn phải nên kiểm soát là tất cả những cái việc mình thao túng tâm lý người khác. Điều đó nó sẽ không giúp cho các bạn phát triển hơn trong mối quan hệ sau này, cũng như mối quan hệ mà bạn muốn trở lại với người yêu cũ. Tất cả cái sự kiểm soát là không có được chấp nhận hay phán xét sẽ không được chấp nhận trong tình yêu, đặc biệt là không bao giờ luôn nha các bạn. Thực sự trong một trải bài về tình yêu thì lá bài 3 tiền nó một lá bài rất là tốt. Đặc biệt nếu bạn đã có ai đã yêu thương quan tâm thì lá bài này nó nói rằng cái người đó nhìn thấy ở bạn một ánh sáng vô cùng tích cực và cho rằng bạn là cái người hội đủ tiêu chuẩn mà họ đang tìm kiếm. Mặc dù là tình yêu các bạn chưa phát triển hoặc là mạnh mẽ, nhưng họ thấy bạn là cái người mà họ muốn cam kết sau này. Các bạn đang đi rất là đúng đường. Vì vậy các bạn hãy kiên nhẫn. Nếu như các bạn chưa có người yêu hoặc đang tìm kiếm và bị ngắt cách nói, thì lá bài này cho thấy là các bạn có nhiều khả năng sẽ gặp lại cái người đó. Và cái người này sẽ xuất hiện trong môi trường các bạn làm việc. Hãy luôn để ý và nhạy bén với những cuộc tình hoặc những cuộc tình trở lại trong môi trường làm việc nha các bạn. Nếu tình cảm các bạn đang gặp vấn đề á, thì bạn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ một cái cố vấn hoặc là từ cái trải bài tarot để bạn thấy là cái vấn đề mình là gì và cần phải khắc phục, để cho đối tác và bạn có thể phát triển cùng nhau và thấu hiểu nhau hơn. Bởi vì nếu như mà mối quan hệ của bạn còn tương đối mới á, thì đây chính là cái thời điểm các bạn nên tìm hiểu tất cả về nhau, tìm cách chia sẻ cuộc sống của mình với nhau. Chúng ta có thể thu hút nhau bởi vì chúng ta khác biệt, nhưng mà để muốn cho một cái tình cảm được lâu dài thì nhất định các bạn phải tìm cái điểm chung giữa hai người càng nhiều càng tốt. Khi càng có nhiều điểm chung thì chúng ta mới sống lâu dài và tình cảm mới bền chặt được. Khi đó các bạn có đủ đam mê về thể xác, các bạn có đủ trách nhiệm để cam kết về tình yêu, các bạn có thể giao tiếp thật sự với nhau bằng ngôn ngữ trên cái tinh thần là không đúng không sai, chúng ta chỉ tranh cãi để chúng ta thấu hiểu nhau hơn, chúng ta cùng nhau phát triển, chứ không phải chúng ta hạ bệ uy tín hay làm tổn thương nhau. Thì từ đó các bạn sẽ có được một tình yêu bền vững sau này rất là bền chặt. Và lá bài cuối cùng đó chính là nữ hoàng ly. Thì đây khi xuất hiện trong trải bài là vấn đề cả bạn cần phải nhìn thấy là cái việc bạn thông cảm cũng như thấu hiểu người khác và thể hiện cái lòng trắc ẩn của mình thật sự. Các bạn biết tập trung vào hạnh phúc của người ta hơn
là sau cái việc là bạn lựa vào trời giải thích hay là phán xét hợp lý hay không hợp lý, bạn phải thực sự hỗ trợ và bạn giúp người khác bằng cách kết nối cảm xúc chính mình với cảm xúc của họ để thấu hiểu là họ nghĩ gì. Các bạn phải chấp nhận cái sự khác biệt, bởi vì chúng ta đến từ hai cái gia đình khác nhau, hai cái địa phương khác nhau, chúng ta có sự giáo dục khác nhau, tư duy sẽ chắc chắn sẽ khác nhau. Chúng ta phải tô màu lên một bức tranh nội tâm thật sự là sâu sắc để chúng ta có thể đối phó được những cái thử thách trong cuộc sống. Chúng ta phải nên chia sẻ và đồng cảm nhiều hơn. Các bạn phải ôm cái người yêu của bạn nhiều hơn, bởi vì chúng ta có quyền thương họ hơn so với bạn bè. Khi mà các bạn có được cái tư duy là cái người yêu của bạn chính là cái người bạn cần phải yêu hơn so với bạn bè của bạn, cái người bạn phải nói lời ngon ngọt nè, cái người bạn phải đối xử tốt nè, phải gấp 2, gấp 3 lần á, thì khi đó các bạn mới có khả năng giữ được người yêu của mình. Bởi vì họ là người mình yêu mà. Tại sao nếu như các bạn đối xử cái người đó mà tệ hơn bạn của bạn, bạn chửi người ta, bạn nói những lời tổn thương, hay bạn tối ngày các bạn phán xét đúng hay sai, thì theo bạn nghĩ vậy là bạn hay là kẻ thù hay là người yêu? Cứ vậy hoài, nó chưa mức là bạn, nó huống hồ gì là người yêu chúng ta. Bởi vì cái sự phán xét đúng sai, ganh tị, đố kỵ với tình yêu là cái điều rất là sai lầm. Các bạn đang đối xử người yêu mình như là kẻ thù của mình mà các bạn không biết á. Các bạn đừng có nhân danh tình yêu để các bạn thao túng, bạn cho là có quyền kiểm soát cuộc sống người khác, muốn người khác thay đổi. Bạn có chắc là mình hoàn hảo để cho người khác phải hoàn hảo giống mình vậy không? Và thông điệp của lá bài Nữ Hoàng Ly này muốn cho các bạn phải sống theo cái trái tim của mình nhiều hơn là cái đầu của chúng ta. Có thể các bạn sẽ cảm thấy là mình thiếu ý thức, thiếu tính logic, thiếu trực quan, đôi khi bị quá mơ mộng. Nhưng các bạn yên tâm đi, cái điều này khuyến khích các bạn nên làm cái điều đó. Bởi vì khi các bạn sống với trái tim của mình, các bạn có lòng trắc ẩn, các bạn biết cảm thấu với nỗi đau của người khác, thì đây là lúc các bạn bình tĩnh và khám phá nội tâm của họ để tìm ra phương pháp hợp lý để dung hòa cho cả hai. Và câu trả lời cho diễn biến tình cảm mối tình kia như thế nào, thì đây là một lá bài rất là tốt. Cả 3-2 lá bài cuối cùng nói lên cái tình cảm các bạn sẽ đạt được điều bạn muốn, tiến triển rất là cao. Khi các bạn biết nuôi dưỡng được cái năng lượng về cảm xúc của mình, biết thấu hiểu và điềm tĩnh hơn, sự đáng yêu và tốt bụng của bạn sẽ giúp có khả năng kết nối lại cái người đối tác của mình ở mức định tình cảm rất là cao. Thông điệp của lá bài hy vọng các bạn dành cái thời gian để suy nghĩ về những cảm xúc của mình và biết điều khiển nó từ góc độ bên ngoài. Tức là các bạn không phải là bạn nữa. Bạn là cái người đứng nhìn cái hành xử của các bạn, cảm xúc các bạn. Bạn có thấy mình chấp nhận được mình hay không? Khi bạn chấp nhận được hình ảnh của bạn thì lúc đó người ta cũng sẽ chấp nhận hình ảnh của bạn mà thôi. Và lời khuyên của lá bài là các bạn nên cần tập trung và cởi mở cũng như trung thực về cảm xúc của mình. Bạn buồn, bạn nói bạn buồn, bạn vui, bạn vui. Bởi vì đối tác của bạn đang muốn bạn sống thật hơn với cảm xúc của mình. Bạn đừng có tỏ vẻ ra mình mạnh mẽ nữa. Đây là cái thời điểm rất là tuyệt vời để các bạn có thể kết nối với người đó một lại lần nữa. Sự ấm áp, nữ tính và yêu thương của bạn, sự quan tâm, một người biết lắng nghe và cái lòng trắc ẩn sẽ đánh thức được trái tim đã tan vỡ từ lâu. Có thể bạn và họ sẽ kết nối với nhau rất là nhiều trong giai đoạn này. Và thông điệp của Oracle muốn gửi cho các bạn đó chính là sự sáng suốt. Các bạn phải tìm thấy và phát triển nhiều hơn cái khả năng của mình để các bạn có thể vượt qua những cái sự sợ hãi cũng như tìm thấy được cái sự thật từ chính những cái ảo tưởng của mình khi xưa. Đây là cái lúc bạn phải sống chánh niệm và tỉnh thức nhất có thể. Và tiếp theo sẽ là thông điệp từ những lá bài tình yêu. Đó chính là các bạn sẽ có một sự thay đổi rất là bất ngờ. Đây chính là các điều các bạn sẽ được thấy được ánh sáng, một cái tin tức rất là đặc biệt, rất là bất ngờ, rất là hiển linh và giúp cho các bạn đổi biến đổi rất là nhiều trong cái tương lai rất là gần. Và đây là một cái mối quan hệ rất là karma các bạn. Các bạn sẽ cảm thấy tình cảm các bạn được trao chặt vào nhau, các bạn sẽ đem đến nhà bài học với nhau rất là nhiều. Nó khiến cho cái cảm xúc của bạn bị rối bời và hỗn lộn. Nếu các bạn cảm thấy cái mối quan hệ này nó không được tốt đẹp thì các bạn nên để cho nó ra đi và hãy yêu thương bản thân của mình nhiều hơn.
Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Đã mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi chức khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.